Chúa ở cùng anh chị em Và ở cùng cha Bài trích phúc âm theo thanh mát theo Lời Chúa vinh nhân Chúa Khi ấy Chúa Giêsu phán một vụ ngôn khác cùng dân chúng rằng Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình Hạt ấy bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống Nhưng khi mọc lên Thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ Rồi thành cây Đến nội chim trời đến Nương náo nơi ngành nó Người lại nói với họ một vụ ngôn khác nữa mà rằng Nước trời giống như nắm men Người đàn bà kia đem trộn vào ba đấu bột Cho đến khi bột dậy men Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Họ không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn, ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian. Đó là lời Chúa. anh chị em thân mến khi Đức Giêsu đi rao giảng tin mừng thì rất nhiều lần ngài đã dùng những câu chuyện dụ ngôn để giảng dạy cho dân chúng. Và tại sao Đức Giêsu lại dùng những câu chuyện dụ ngôn để giảng dạy cho dân chúng? Thứ bởi vì trong những câu chuyện dụ ngôn gợi lên cho họ những hình ảnh thật gần gũi thật sống động và cũng rất là dễ hiểu để qua những hình ảnh đó mà họ hiểu ngay được một bài học nào đó trong đời sống để từ bài học đó Đức Giêsu sẽ mạc khải cho họ về những chân lý về những sứ điệp của nước trời cũng như mọi người chúng ta khi học giáo lý về bí tích nếu chúng ta có học qua giáo lý Tân Định Thì ai trong chúng ta cũng biết câu hỏi Hỏi bí tích là gì? Thưa là dấu bên ngoài Đức Chúa Giêsu đã lập Để chỉ ý nghĩa và chuyển thông ơn bên trong Cho chúng ta được nên thánh Và những dấu bên ngoài của bí tích Đó là nước lạ đổ trên đầu của người lãnh nhận bí tích Đó là bánh, đó là rượu, đó là giàu sức cho người lãnh nhận bí tích. Vậy thì chúng ta tự hỏi cái dấu bên ngoài của những vụ ngôn mà Đức Giêsu đã dùng đó là những dấu nào? Dường như Đức Giêsu không chỉ dùng một vài cái hình ảnh mà Ngài đã dùng rất nhiều hình ảnh trên nhiều người khác nhau để diễn tả cho chúng ta thấy được những tính chất rác rất là khác nhau về chân lý của nước trời. Cụ thể như chúng ta thấy khi Đức Giêsu nói với những người chài lưới, thì ngài đã dùng hình ảnh nước trời giống như một tấm lưới từ ở trên chụp xuống để cho chúng ta thấy được một sự bất ngờ và mời gọi mỗi người chúng ta hãy ý thức hãy sám hối, hãy luôn cảnh giác trong cuộc sống của mình. Rồi khi Chúa Giêsu trình bày cho những người con buông thì Ngài dùng nước trời giống như một viên ngọc quý, như một kho tàng được trôn, được chôn ở trong ruộng để qua đó cho chúng ta thấy một cái sự quý giá của nước trời và tất cả mọi người chúng ta phải tìm cho bằng được cho cuộc sống của mình hay là khi Chúa Giêsu nói với những người làm công làm nghề nông nghiệp thì chính Chúa Giêsu đã dùng nước trời như là một hạt giống gieo trong một mảnh đất tốt nước trời giống như một hạt cải tuy là nhỏ bé nhưng khi nó lớn lên trở thành một cây to lớn và đem lại một cái hiệu quả rất lớn cho cuộc sống của con người và cũng thế khi nói với những người được coi là nội trợ thì chính Chúa Giêsu đã dùng nước trời giống như là một nắm men được hòa vào trong những cái đấu bột để cho chúng ta thấy một sự ít ỏi và rất thầm lặng nhưng chính điều đó đem lại một hiệu quả rất là lớn. Như vậy thử hỏi tất cả những hình ảnh mà Đức Giêsu đã dùng đó nó ở đâu thưa nó không xa lạ mà nó ngay ở trong cuộc sống của con người nó diễn ra trước mắt con người để qua tất cả những điều diễn ra trước mắt con người đó đức giê xu cũng muốn nói với chúng ta rằng nước trời không phải là một nơi chốn xa lạ mà là một tình trạng con người luôn được hưởng hạnh phúc khi chúng ta biết mở ra trong đời sống của mình quả thật hình ảnh nước trời đó nó giống như một bài hát sinh hoạt mà các em nhỏ thường hay hát thiên đàng ở đâu bạn có hay chăng hay chỉ là lời nói ru nhẹ nhàng có người tìm mà sao không thấy có người tin sao lại hoang mang thiên đàng ở đây trong trái tim ta khi biết yêu thương sớt chia tình người thiên đàng ở đó mỗi người sẵn có nếu biết mở ra thì vào thiên đàng thiên đàng ở đó mỗi người đều có nếu biết mở ra thì vào thiên đàng thưa anh chị em trong những ngày tháng vừa qua khi mà cơn dịch thứ tư bùng phát và ập vào trong đất nước trên quê hương của chúng ta có thể chúng ta cũng có thể nhìn thấy được rất là nhiều những hình ảnh thể hiện một đời sống của thiên đàng trong cuộc sống con người hiện tại phải chăng đó là những hình ảnh của bác sĩ y sĩ và những người tình nguyện ngày đêm truy vết những cái con bệnh để nhờ đó mà tất cả mọi người không bỏ sót một ai, không quên lãng một ai, chỉ bệnh cho tất cả mọi người. Phải chăng hình ảnh thiên đàng đó là những người hảo tâm và nhiều người khác đã dâng lên những thứ mà mình có để chia sẻ cho những người đang bị cách ly, đang bị phong tỏa phải chăng đó là những hình ảnh của những con người đã cầu nguyện một cách âm thầm trong đời sống của mình để xin cho dịch bệnh được mau chấm dứt phải chăng đó là những liều phát sinh được chuyển từ đất nước này sang đất nước khác để bị trị bệnh cho những con người phòng ngừa cho những con người để khỏi mắc bệnh khi nhìn những hình ảnh đó đã làm cho mỗi người chúng ta cảm thấy rất là ấm lòng và có thể nói là rơi lệ. Ngày hôm nay đây, dịch bệnh vẫn còn đang tiếp tục hoành hành trong cuộc sống con người của mình. Chúng ta hãy xin Chúa cho tất cả những hình ảnh biểu tượng gợi lên cho chúng ta về những nét yêu thương của thiên đàng đó luôn tiếp tục được diễn ra một cách mạnh mẽ được lan thật nhanh thật rộng hơn cả dịch bệnh để nhờ đó mà chúng ta tin rằng tất cả những dấu chỉ thiên đàng đó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những cơn dịch bệnh trong cuộc sống của mình amen